Giữa tháng 9 năm 1977 Trung đoàn đang ở cầu sông Phú Giáo Thì một đêm được lệnh lên biên giới Dù đã chuẩn bị quán trẻ tinh thần Sẵn sàng cơ động bảo vệ biên giới từ lâu Xong là những anh lính Tháng 2 năm 1975 Chúng tôi không khỏi bàng hoàng Chẳng lẽ lại đánh nhau thật ư Mà tại sao cái thằng Pol Pot Nó lại dám đánh mình nhỉ Chẳng lẽ nó không biết rằng Đến đại cường quốc như Hoa Kỳ Còn phải cuốn xéo nữa Là cái loại tép diêu như bọn nó rồi mình là lính của một quân đoàn Lại là quả đấm thép của bộ Mà mới lẳng nhằng một tí Đã dùng dao giết trâu để mổ gà Thế là thế nào Là những anh lính quèn như ếch ngồi đánh giếng. Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy Cảnh giác sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Quân đội lúc nào mà chẳng thế Đi dăm bà bữa Rồi lại trở về thôi Cách đây hai ba tháng Chúng tôi đã cùng trung đoàn trưởng Nguyễn Thanh Nhàn Với đại úy sinh Tham mưu trưởng trung đoàn phát tác chiến lẫn chỉ huy tiểu đoàn cha con đã kéo nhau lên lộc ninh dọc dã một ngày theo đường lệ xuân tới đồn biên phòng hoa lư ở cây số không nghiên cứu nắm thực địa phòng khi xảy ra chiến sự 209 sẽ ứng cứu nhưng mà có thấy gì đâu nhỉ rồi khi tập trung ở sân bóng nơi trung đoàn vẫn chào cờ vào sáng thứ hai toàn trung đoàn lần này không khí có vẻ nghiêm túc căng thẳng hơn cán bộ các đơn vị kiểm quân số trang bị quát tháo nhắc nhở gọi tên ẩm ĩ thằng đường chụp gọi nó là chụp vì đói bụng lính hay đi đào củ chụp thằng này nó đào giỏi lắm với phục đen cứ tếu táo khệnh khạng như mọi khi vớ ngay ông nguyễn sinh tham mưu trưởng tới mẹ lính tráng trinh sát gì vô kỷ luật thế này đánh nhau có mà bỏ mẹ hết à phục đen rúm gió không dám ho he chạy vội vào hàng ông này nóng tính tác phong nảy lửa chứ không như chính ủy trung đoàn mỗi khi xuống ông thường rủ rỉ lắng nghe còn bọn tôi thì muốn nói chuyện giải bày ta mưu trưởng thì ăn to nói lớn lính trung đoàn thằng nào cũng sợ nhưng mà sau này nghĩ lại lúc lâm sự việc nhà binh nó phải vậy đó cũng là cách để những thằng lính như chúng tôi còn tò te chiến trận lớn lên đôi khi nó còn giúp mình giữ được mạng sống lúc đánh nhau ông ấy đã qua đánh mỹ tuổi tác cũng đáng tuổi bố con bên ngoài thì thế nhưng trong lòng ông thì không phải vậy đó là một tình thương rất con người mà sau này mấy lần tôi đã đi trinh sát cùng ông tôi được chứng kiến xe vận tải quân sự bình thường thi thoảng mới gặp một chiếc ngoài đường mà bỗng chốc ở đâu ra nhiều đến nhỉ đến mấy chục chiếc sơn còn bóng loáng đang gầm gừ tiến lùi vào vị trí sau mấy câu quán triệt động viên thông báo tình hình ngắn gọn của chính ủy trung đoàn nào là đêm qua bọn pol pot đã man dợ tấn công rồi các đồng chí hãy lấy lại dù là tất đất biên cương trả thù cho đồng bào bộ đội lặng lẽ lên xe giữa ban đêm cả trung đoàn khẩn trương nhanh gọn cùng vũ khí trang bị rời khu doanh trại đã hai năm chúng tôi gắn bó bên dòng sông bé để lên biên giới không có cảnh cờ bay chống dục tiễn đưa của đồng bào như khi lên đường vào nam chiến đấu Mùa xuân năm 1975, mà lặng lẽ giữa đêm khuya, chỉ có tiếng xe gầm rú trong ánh đèn pha ngang dọc. Chào sông bé mến yêu, mong có ngày gặp lại. Khi ta đến, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Câu thơ này của ai không biết, nhưng với tôi lúc này, sao nó hợp đến vậy. Đoàn quân lắc lư theo bánh xe, nhằm hướng thị xã Thủ Dầu Một, rồi chẳng bằng mặt tiến Lính ta phần lớn tuổi 18 đôi mươi Và tôi cũng vừa tròn 20 tuổi Cái tuổi bẻ gãy sừng trâu Nhưng mà lại vô lo Nên trừ mấy ông có vợ sớm Còn đang tâm trạng Chứ nhùng nhằng Thằng đã gật ngủ Nghiêng ngả Lơ mơ trong giấc ngủ Có một số phóng viên thời sự về hè Vì không còn người nghe nữa Cũng đã chìm trong yên tĩnh Chỉ có tiếng xe đều đều Và thi thoảng có những chiếc xe ngược chiều chạy lại Ngoài kia hai bên đường Những thôn ấp cũng lặng im. Họ đâu có biết ngoài đường có một đoàn quân đang gấp gáp tiến lên biên giới đêm nay. Vì lúc này cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chưa hoàn toàn công khai trên phương tiện truyền thông mà mới chỉ là những bản tin về những cuộc tranh chấp xung đột giữa hai bên về chủ quyền biên giới cho mãi tới khi tuyên bố chính thức của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tình hình biên giới Tây Nam được ban bố. Sự chú ý mới đổ dồn lên biên giới Xe tới An Thạch Gò dầu hạ thì dừng lại Đơn vị xuống xe Tỏa ra các vị trí đóng quân Trời đêm tối thui Chẳng biết cách biên giới bao xa Sáng hôm sau tôi được lệnh đi đồn biên phòng Mộc Bài Cùng với Trung đoàn trưởng Nguyễn Thanh Nhàn Và tham mưu tác chiến Trên xe Jeep còn một trinh sát đại đội 21 nữa Và anh Mỹ tác chiến Qua cầu gò dầu Trung đoàn trưởng chỉ xuống chân cầu bảo Cầu này đặc công mình Mấy lần đánh nó Nó bảo vệ ghê lắm ta hy sinh cũng nhiều nhìn dòng sông vàng cỏ đông xanh biếc đang dập dờn những đám lục bình trôi dưới chân cầu tôi lan màn nghĩ tại sao đất nước mình hết ông bà cha anh rồi lại đến mình sao không được yên hàn mà lo cơm áo cứ nối nhau đi đánh kẻ thù thế này thật khổ lên đồn biên phòng một bài cùng trung đoàn trưởng nhìn sang đồn biên phòng của nó trông không xa là phun ba vét một và hai thấp thoáng những hàng thốt nốt có một ngôi chùa nhỏ nhô lên ở giữa phum và lờ mờ bóng những thằng lính pốt đi lại thi thoảng có những quả cối bắn sang dãy nhà tôn nơi đang có trung đoàn 165 chốt ở đó biên giới đầy ư vậy mà nó không tạo được cảm xúc mạnh như cái đường biên giới hình chữ s trong sách giáo khoa khi ta còn đang học chỉ có điều dễ nhận thấy nhất là những cây thốt nốt bên đó nhiều thật đúng là rành rành sách trời đã phân định không khí tưởng biên vắng vẻ dân đã sơ tán đi khá nhiều nhà cửa phần lớn đã bỏ hoang hôm sau cánh trinh sát di chuyển đi trước đi sâu vào cây me long khánh đi qua một gã ba gặp mấy anh em bộ đội địa phương tây ninh đang thụt cối tám hai ra phía cầu long khánh tòng tòng mùi thuốc súng đã cho tôi biết thế nào là chiến trận tối đến mấy anh em ngủ ở Long Phi trong một nhà dân ở mé đường. Tôi mắc võng ở cây dừa cạnh nhà. Tới nửa đêm thì tỉnh dậy, chỉ có một chuyện hi hữu, có phần thú vị xảy ra trong đời. Đối với tôi, có một cô gái trẻ, cái tiếng thì giòn giã, nghe hay lắm, qua ánh đèn pin chẳng biết có xinh không. Không rõ cô ta là du kích hay là chủ nhà. Cô ta ngả cây AR-15 vào gốc dừa rồi tự nhiên vén màn đặt chân cháo ngược lại với tôi nằm xuống võng hết sức tử tốn thư thả tự nhiên còn hơn là một thằng bạn thân tôi giật mình nhổm dậy bỏ mẹ từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi đã gặp phải tình huống thế này đâu cô ta khẽ khẽ nói em ngủ chung với từ ủy ban về họp hành liên miên giá cả người mà mùng màn ba má mang đi hết thôi ngủ ké mấy anh vậy mai lại phải dậy sớm chưa nói tới chuyện một nam một nữ là việc lớn rồi một chuyện động trời mà cái võng hai người ngủ ngáy thì làm sao hay là con người này có vấn đề bệnh hoạn gì đây là một thanh niên nông thôn tuần túy có thể nói là còn quá ngây thơ về chuyện nam nữ đến cô bạn gái thân thiết và mộng mơ nhất ở làng tôi ngày đi bộ đội xốn sang trong lòng mà rồi còn mỗi cách cầm tay còn chưa dám nói nói chi là chuyện này tôi bật dậy nổi cáu thôi nhà của cô thì cô ngủ tôi nhường ở mấy cái võng bên kia giờ biết chuyện thằng phục đen gọi khẽ mày sang võng ta mà ngủ để ta ngủ chung cho bất ngờ cô gái đáo để quát này có muốn ăn đạn không thử lòng chủ lực đó nghen mấy anh này được đó đàng hoàng Nghiêm chỉnh thế mới được Đã biết gan nữ du kích bến cầu chưa Thôi gửi nhà Đùa mấy anh chút xíu Em đi đây Trời ạ à, Đúng là chuyện thật như bịa Đùa kiểu này gặp tôi Chứ gặp thầy tàng phục đen Thì có mà Vui thật Lần đầu tiên lên biên giới Cái gì cũng lạ Ở đây có rất đông đồng bào theo đạo cao đài Có nhiều cụ già tóc dài búi tó Vào trong nhà họ thì thấy ở gian giữa có tấm ảnh to treo trên bàn thờ giữa khung ảnh trang trọng một con mắt mà chỉ có một con mắt thôi chứ không phải là một đôi mắt như đang nhìn thấu cõi nhân gian thế mới lạ chúng tôi đã học tập dân vận về tôn giáo nên rất tôn trọng nhưng mà không khỏi tò mò còn câu chuyện đêm khuya này chẳng mấy chốc đã loang ra với khúc khích những tiếng cười và lời bình luận đôi khi có phần phàm tục Lúc này quân Pol Pot đã chiếm sâu vào đất ta, có chỗ tới 3-4 km. Tới đâu gặp ai, nó giết sạch, đốt hết, dã man. Những người dân vô tội, bọn nó còn quỷ quái, cho quân luồn sâu vào phía sau những xóm ấp nằm sát biên giới, cách trở với bên trong để phục kích sẵn. Tới khi bọn bên ngoài nổ súng, dân mình chạy vào nội địa, thế là rơi vào miệng sói. Sau này, khi mình đánh bật được bọn thú dữ bộ đội thanh niên sung phong dân công cùng các lực lượng tại chỗ đã mất cả tuần mới thu dọn những xác đồng bào vô tội bởi tất cả những giếng nước đều có xác người bị nó đập chết sau khi đã hành hạ hãm hiếp buổi chiều hôm đó tôi nhận được lệnh của anh la thanh điền tại đội phó qua liên lạc tối nay đi trinh sát cùng với anh nhân anh huynh châu gọi thế vì anh ta rất khỏe anh huyến trợ lý trinh sát trung đoàn và anh Điền toàn là những cựu binh kèm cặp hai đứa chúng tôi. Anh Điền là người dân tộc Tây, miền Tây Nghệ An, cũng học ở khoa trinh sát của lục quân 1, vào 2009 trước anh lượm một chút. Anh này to con, trông nông dân chất phác, chứ không nhỏ nhã, đẹp mã như anh lượm. Anh này quân lệnh như sắt, chứ đừng nói là như sơn. Ấy vậy mà cả hai ông này, khi đã hiểu, lại rất thích và quý tôi đi đâu cũng cứ hai lôi tôi theo trời chưa tối tổ trinh sát đã có mặt tại chốt của tiểu đoàn chín gió thổi lộng trên cánh đồng dập dềnh trên những ngọn lúa đang chìm trong nước có năm sáu anh lính giữ chốt mặt này chia làm hai hầm chiến đấu cách nhau khoảng chục mét cả trung đội có sáu công sự trung đội trưởng là một bác lính bảy hai có bộ ria mép hùng hùng màu dâu ngô người gầy gò dáng điệu của một kẻ chờ tàu hồi hương cũng phải thôi Anh ấy lính 72 Mà lại còn mấy ông lính này Thì tôi biết là dân Hà Nam Phong cốc đất mỏ Quảng Ninh đây Thằng nào cũng to khỏe Và có chút phong trần Đang nói cười ẩm ý Có một thằng quần đùi Ở trần phong người rất đẹp Tôi biết nó tên là Nguyên Vì nó đã bóng rất hay Chân tiền đạo số 1 của tiểu đoàn 9 Và trung đoàn nó nổi tiếng là đẹp trai Hào hoa, phong nhã Nghe anh em nói Bố nó là giáo sư gì đó Nó đang lấy thìa dĩa xong nồi Làm bộ gõ Kiêm luôn phần lĩnh sướng Đời lính lắm lúc nghĩ cũng vui Ngày mai chưa biết thế nào Cứ vui vẻ cái đã Tiếng cười, tiếng gõ bát đũa Làm buổi chiều đang chạm vạng, ảm đạm Âm thầm nơi biên giới heo hút Phía bên kia là quân Pol Pot Đang nhỏm ngó Chốc chốc lại cóc oành Mà bỗng thấy vui Nguyên quay qua bảo tôi Đêm nay tức là chúng tao gác miếu Bên cạnh có khẩu RBD và mấy quả M72 Bọn nó mang trà cô ba ra mời Kèm theo nắm thuốc dê Đúng là không gì bằng đời lính chiến với nhau Sau này nó nổi tiếng gan lì và dũng cảm trong tiểu đoàn 9 Rồi bị thương ra lúc nào tôi cũng không biết Anh Huyến, trợ lý trung đoàn Dù đã nói với B trưởng Nhưng vẫn còn dặn lại nguyên Sáng mai nhớ hướng này có trinh sát về nói với anh em để họ khỏi bắn nhầm thì bỏ mẹ và màn đêm xuống trinh sát lặng lẽ lên đường mùa này nước ở phía thượng lưu và biển hồ theo hệ thống sông Mê Công tràn xuống cả vùng ngập nước ta và bọn tốt trừ những giải đất cao là công sự phải nằm trên nước được cái gò cao hay bờ ruộng mà tận dụng thì còn cá bằng không móc đất lên mà làm chỗ chui nước mênh mông dập dành ngọn lúa gió thổi lồng lộng mà cũng không át được tiếng vo vo của lũ mũi đồng lần đầu tiên làm anh lính trinh sát thực sự lòng không khỏi bồn chồn lo lắng khi mà đêm buông xuống và từng bước tiến về phía địch các anh ấy cho tôi đi sau cùng còn thằng chữ đi ở giữa sau khi đã dặn dò kỹ lưỡng về chuyên môn từng tí một kể cả những điều nhỏ nhất với hai đứa đã học khá bài bản vì môn chui rào gỡ mìn trong thao trường là căn cứ kiên cố tinh vi của mỹ ngụy nhưng mà thực tế chiến trường thì chưa có tí gì thôi cứ đi rồi sẽ biết từ đây sang tới ba vét chỉ hơn cây số nhưng không bao giờ bọn nó ngồi im một chỗ đâu mà thế nào nó cũng phải một số nóng ra xa ở phía cánh đồng để phục kích cánh trinh sát mình sang mùa này nước ngập trống trơn nên việc di chuyển rất chậm và khó khăn Được cái chưa thấy có mìn Lom khom trên bờ mương được một đoạn Thì phải xuống hẳn dưới ruộng Nhưng vẫn còn lom khom được Chân thì tôi đã đeo tất quần Thả cả hai ống Rồi túm lại cái cúc Cả hai bên cẩn thận Mục đích là nó nối liền Đôi tất tạo thành khép kín với phần chân Cho dù có vướng víu Cũng cố gắng mà chịu Bởi vì có một loại Cũng nguy hiểm không kém gì quân pốt Tuy nó không chết người nhưng mà cũng sợn cái ốc lên Và có khi chết oan vì nó Do không tập trung quan sát được Đó là đỉa Ôi chào, đỉa Đủ thứ đỉa Ban ngày lội qua đã biết rồi Bình thường trông lũ địa thì khó phát hiện ra nó Nhưng khi cốt động Và đặc biệt là hơi người Là nó túa ra phát kiếp Bởi do đồng đất nơi đây rộng Mà là đất bờ sôi, ruộng mật Nó tốt cho lúa Lẫn cái bọn tiểu yêu này ở đây không như ngoài Bắc Đất rất tốt Mà họ cũng dùng ít hóa chất Nên cái lũ này Nó cứ sinh sôi nảy nở, nở không ngừng Rồi khi vào gần Không long khom được nữa Bắt đầu phải dìm mình xuống ruộng Chỉ còn có hai cái vai Và cái đầu nhô lên Thôi xong Thực là một miếng mồi ngon cho lũ đỉa Cái gói lương khô 702 May mà tôi đã gửi Ở trong bọc ni lông cẩn thận Chứ không dìm xuống nước Lâu quá cũng mất ngon Đêm tối đen như mực 3 mét đã không còn trông thấy nhau nữa Tôi phải căng mắt Theo dõi cử động của anh Huynh Châu Đang bò trên mà bám lấy anh Kèo mà không bám sát đội hình Trời tối như hũ nút Gọi nhau không được Rồi bị lạc thì còn khổ hơn là đụng địch Còn lũ đỉa Khi nằm xuống nước Là cảm giác qua da thịt mình Tôi biết bọn nó đang bu bám làm thịt mình rồi Nhưng mà không biết làm sao được Phần thì phải lo bám anh em đi trước Thỉnh thoảng lại phải nghe ngóng Hai bên lẫn ở đằng sau Không lẽ chỉ đối phó Với mối lũ đỉa chăng Nỗi sợ về đỉa có phần nhẹ nợ Nhưng rồi khi nó cắn lâu Cái chút độc trong con đỉa Lâu ngày đói ăn khát máu Như bọn quân bút Ngứa ngáy đau không chịu được Lũ này kéo đến ngày một đông Bám vào bụng, vào ngực, vào nách Sau nữa nó chui vào tận chỗ Mà nó không nên chui vào Thì mới khổ chứ Móc nó ra thì vướng víu, rắc rớ Lại mất thời gian Nhất là những con đỉa hẹ Còn nói chung loại đỉa nào cũng sợ Nhưng mà sởn gai ốc nhất là loại đỉa trâu Nó to, da giam giáp sần sùi Răng nó bập vào sâu Khi nào nó đã quá no máu Rồi thì gạt nhẹ Nó cũng rời ra Nhưng mà cách chạm vào Bộ da gai gai giáp giáp Thì con nhà nông chính hiệu như tôi Cũng sợn ra gà Còn khi nó đang đói Thì dứt nó ra không khác gì kéo cái dây cao su Thật phát kiếp Càng vào sát địch Tốc độ di chuyển càng chậm Gần như bằng không Nên càng khốn khổ Ở ra thì đi còn ném nó ra xa Nhưng mà vào sát phum rồi Thì tôi chỉ véo nó Rồi khẽ thả nó ngay tại chỗ Cho tới khi không thể để ý Tới bọn tiểu yêu này được nữa Thì tôi đành kệ trà nó Đó là khi có tiếng ho khục khục Cách cạnh chỗ tôi đang bò khoảng chục mét, tôi chết lặng, lính pốt toàn thân bỗng cứng đờ, tim đập thình thịch. Cái tiếng ho vừa rồi đã là cái tiếng ho cố gắng kìm nén của một kẻ không muốn mà vẫn phải ho, nên mới khủng cục như vậy. Do ngồi lâu trời lạnh sinh ra ngứa cổ. Vậy là mình đang trong tầm súng của nó, quá gần. Mình mà không bình tĩnh, lóng ngóng để nó phát hiện được thì chết cả lũ. Nhưng mà cái đó không quan trọng Bằng việc các anh ấy đã tin tưởng vào mình Khi đi lại còn dặn dò kỹ lưỡng Như thế mà chỉ vì nhát gan hỏng việc Thì mình nặng tội Không biết lần đầu chui lủi thế này Có ai kém cỏi như mình không Gan dạ là đức tính đầu tiên của người lính trinh sát Anh Lượng đã nói với mình như vậy Rồi cái sĩ diện của người lính Cùng với bản năng sống vốn có của con người trỗi dậy Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực Tâm trí tôi hoàn toàn khác lạ Bình tĩnh Tôi tiếp tục trườn người về phía trước Để bám lấy anh Huynh Châu Rồi mọi thứ cũng đi vào trật tự Cả toán đã nhích Về phía phun ba vét Ngày một gần hơn Lúc này cũng khoảng 2-3 giờ sáng Do ngấm lạnh Chứng vương phế quản mãn tính của tôi Bắt đầu sinh chuyện Ngứa trong cổ họng ngày càng không chịu được Cái này cũng một phần do căng thẳng Quá khi nãy Tến nước bọt kém, cổ họng khô, sinh ra ngứa và ho, giờ là bằng giết hết anh em. Quá mức độ, rồi nhớ lại anh nhân dặn, tôi ngắt một cọng lúa, lấy phần đồng ở bên trong sắc nước cho vào miệng, nhai nhử ra nuốt xuống. Quả là một điều kỳ diệu. Cái đám hỗn hợp ấy sôi xuống, nó đã kéo theo mất luôn cái ngứa ở trong cổ họng. Đúng là nhiều điều mình còn phải học hỏi ở các anh kỳ cựu này. Hay thật, lúc nãy là thằng pot nó phải ho còn tôi thì may mắn đã giải quyết êm xuôi một việc rất là nhỏ bình thường vốn có của con người nhưng mà với những người lính trinh sát thì thật chẳng nhỏ tí nào lúc này thực sự chỉ còn nhô mỗi cái đầu lên trong đám lúa nhấp nhô đôi khi lá lúa chọc cả vào mặt vì đã vào khu vực có địch rồi biết là trong người mình còn rất nhiều đỉa đang bu bám vì thấy ngứa ngáy nhột nhột tê tê Thậm chí đã có con bò ngược lên trên áo Cái vòi của nó cua cua tìm chỗ chạm tới cổ Vội vàng tôi gỡ xuống thả ra Còn thôi đành yên vị để tập trung Bọn nó đang quây quanh đã Phía trước các anh ấy vẫn chuyển đi lặng lẽ Lúc này đã không còn tối đen đặc quánh nữa Mà đã trông thấy mờ mờ một dải thâm đen đen ở mép phum rồi bỏ thêm chừng trăm mét nữa Anh Huynh Châu quay xuống thì thào Chuẩn bị quay về theo hướng cũ nha Mày có đi được không? Được em đi được Tôi hăng hái nhận lệnh Rồi quan sát ngó lại cái vệt đen thẫm đằng trước Định vị là một lần nữa Và xoay người quay trở lại Nhắm hướng tiểu đoàn 9 Nơi tối qua xuất phát để cắt đường về Chưa cần dùng tới địa bàn Mà có dùng tới nó ở đây Cũng không được Vì không an toàn cho cả nhóm đang chuẩn bị hậu quân thành tiền quân Thì lọc bọc có tiếng chân khua ở trong nước Tiếng gì dầm phát ra từ tiếng ho lúc bàn nãy Rồi tiếng bước chân lột bộp đi trong nước Dù rất nhẹ nhàng của những người đi Nhưng nó vẫn ngày một rõ Và có năm sáu bóng áo đen lửng lững Đi ngang tới cách chỉ tầm chục mét thôi Tôi nằm dí xuống như đếm được từng bước chân của chúng nó đi qua Bọn này là bọn nống ra ngoài công sự Để phục kích ta ban đêm Nó đã rút về Vậy là nhẹ nợ rồi Thú thực khi nhận được lệnh quay ra Tôi cũng khá lo Vì phải bò qua chỗ có bọn phục kích đêm ban nãy Vì dù sao Đây cũng là lần đầu tiên Trong đời làm chính sĩ trinh sát Tôi tự an ủi mình Nếu có chấm điểm kiểm tra sát hạch Tôi nghĩ mình cũng đạt được 5 trên 10 điểm về nghiệp vụ Còn về tinh thần, bản lĩnh thì có lẽ bị kém đi một tí năm trừ chờ cho tụi nó đi hẳn anh điền cho tiếp tục quay về vẫn phải ngâm mình dưới ruộng nhưng bây giờ tốc độ di chuyển thì đã nhanh hơn và không còn phải e rè thận trọng quá mức như trước nữa tôi chỉ mong sao càng xa cái chỗ này nhanh chóng càng tốt không phải vì sợ lính pốt mà vì lũ đỉa nãy giờ lo tập trung đối phó với địch nên cho qua bây giờ ra thịt mình qua thần kinh cảm giác cái nhồn nhột, nhột, ngứa ngáy tê rợn trên người lại trở lại tôi trườn lên ruộng càng nhanh do di chuyển nhanh mới thấy quần áo súng đạn do ngấm bụt nước lâu nó nặng thật bỏ thêm được khoảng chừng 300 trăm mét anh huynh châu chuồi lên đập đập vào chân tôi ra hiệu dừng lại rồi từ từ khẽ nhổm lên cho nước chảy ra và đứng thẳng dậy chỉ chờ có thế thôi đã là sung sướng lắm rồi nhưng mà không phải chỉ có thằng em lính mới lần đầu ra trận thực sự như tôi mà cả mấy anh ấy cũng vậy cũng lom khom cúi xuống cúi lên vặn vẹo sờ lần tháo dây lưng ôi thôi các bố ấy cũng như mình đỉa móc véo rồi bứt đi tôi lần tay trước hết vào cái vùng nhạy cảm miết chặt ngón tay kéo ra được mấy con đỉa hẹ còn cái con đỉa trâu to nẩn nẫn gai thô giáp bám vào háng đùi chạm nhẹ tay vào nó đã rơi ra vì đã no máu Cũng chẳng biết Có còn hay hết cái lũ tiểu yêu trên người Nhưng anh Huynh Châu ra hiệu đi Bây giờ thì không còn bỏ dưới rộng nữa Mà được phép lom khom Nhưng mà không thể chủ quan được Với những người lính trinh sát Đừng nghĩ rằng chỉ nguy hiểm Khi ta mò vào khu vực của nó Mà khi về thì an toàn Hãy hình dung Mình là trinh sát mặt đất như bọn tôi Trinh sát kỹ thuật của ta thế nào Thì thằng lính post nó cũng như vậy bởi ở đằng sau nó Còn có một đội ngũ chuyên gia cố vấn tàu Hùng hậu Hơn nữa Bao năm ta với Pốt Chung một chiến hào Nên nó chẳng lạ gì mình Lính mình đêm giờ chốt Ra xa đón lõng Tập kích trinh sát của nó Thì nó cũng mò sang mình Có lần anh em đại đội 21 Đi trinh sát trở về Như đêm nay Thì gặp bọn trinh sát Pốt Mò sang mình Quay ra đụng nhau Vì đã gần nhà Nên còn ngờ vực Trinh sát nhà mình của tiểu đoàn bảy hay tám ai nó cũng nói ai rồi nó chủ động nổ súng trước và xong người lính trinh sát thoát vây ra khỏi cây đài ở tổ trinh sát của anh mão khi pốt đánh sang rừng hòa hội ở bến sỏi đã hy sinh sau đó cũng chỉ mấy hôm sau nữa thôi sau khi đã đánh bật bọn lính ra khỏi khu vực xâm chiếm bến cầu đêm đó năm trinh sát chúng tôi ở mép rừng long khánh sau khi anh Lâm người hẹp phòng Đã cắt gác cẩn thận Thế mà sáng ra Cách chỗ ngồi độ chục mét Một đám lúa đã nát Vì có người rình dập ngoài đó Nhưng biết có sự canh gác cẩn thận Nên nó mới không dám mò vào Cái khâu luột lách nằm bờ ngủ bụi Chịu đựng mũi mỏng Bọn bôn pốt nó chẳng kém gì mình Và lại đường long khom thế này Đã là sướng lắm rồi Chả mong gì hơn Tôi chịu khó quan sát, nghe ngóng cứ một đoạn tôi lại sát mặt xuống ruộng mà nhìn. Đó là cách nhìn đêm tối tốt nhất. Và rồi đường về nhà đã gần hơn. Trời đã tăng tảng sáng, không gian rộng lớn hơn và bước chân của những người lính trinh sát cũng thoải mái hơn. kia rồi, cái dạng tre nơi có chốt của tiểu đoàn 9 tối qua đã lờ mờ hiện ra. Anh Huyến trợ lý vọt lên đầu bảo nhỏ. Bao giờ về đến gần chốt, nhớ đi cho đàng hoàng rồi nói chuyện cho to lên Để anh em tiểu đoàn 9 biết Kẻo tưởng địch Nó bắn cho thì bỏ mẹ Vâng, được rồi, anh cứ yên tâm Với em, đây là lần lịch sử Trong đời quân ngũ Em lần đầu tiên là người lính trinh sát Thực sự em quên sao được Những điều chỉ bảo của các anh Tôi thầm nghĩ như vậy Cánh tiểu đoàn 9 Đón chúng tôi bằng cốc trà cô ba Còn ấm Họ bảo ngồi chơi uống nước hút thuốc Nói chuyện cho vui vì đã làm xong nhiệm vụ nhưng mà quần áo lấm lem ướt sũng bùn đất thế này ngồi sao được chúng tôi chào họ về để chút quần áo nhanh cho đỡ ngứa ngáy trưa hôm sau vừa ăn cơm xong thì lại nhận được lệnh của anh điền tối nay sang tiểu đoàn 7 vậy là ông anh này lại lôi tôi đi cùng rồi ngủ ngày đối với tôi không quen đi chơi loanh quanh dân thì đi hết cũng buồn quay về mang ba lô lấy thư ra đọc Ba năm xa nhà Những lá thư ít ỏi đối với tôi Vô cùng quý giá Nét chữ của bố tôi Một người nông dân thực thụ Học hết lớp 4 bổ túc Đúng là nét chữ nết người Nó cũng như ông Chất phát thật thà Nhưng rắn giỏi Không hoa cả hoa muống Nên dễ đọc Và dưới nét chữ thô thô Khúc khuỷu ấy Nó như chứa đựng Tất cả một tình thương Vô bờ bến Của một người cha Đối với đứa con nơi tiền tuyến Bất giác Tôi dùng mình Nghĩ đến cứ như đã chiến trận thế này Một khi mình không có ngày trở lại Thì Thôi tôi không nghĩ tiếp nữa Cho nó nhụt chí nam nhi đi Mình đã hứa rồi Phải đi tới nơi tới chốn Sở dĩ như vậy là vì tôi đi bộ đội Là đi thay Phải viết đơn tình nguyện để đi cho ông anh trai Khi cả miền Bắc đang tổng lực sức người Sức của cho giải phóng miền Nam Trước khi ấy Tôi mới được gọi đi học trung cấp xây dựng trên Vĩnh Phú Thôi tráng sĩ ra đi Đầu không ngoảnh lại Gấp lại thư tử cho nó đỡ miền man Đến tầm 3-4 giờ chiều Tôi anh Điền cùng một tổ trinh sát Sang tiểu đoàn 7 Lúc này đang nằm phục trong xóm tốc xế Một ấp nhỏ cạnh đường biên Cái tên nghe là lạ Phía bên kia là quân Pôn Pốt Cứ thỉnh thoảng nó lại quét một chàng đại liên hay vài quả cối sang rất khó chịu. Chúng tôi ngồi chờ ở chỗ tiểu đoàn bộ cùng với trinh sát tiểu đoàn và anh Vũ Xuân Cựu, tiểu đoàn trưởng. Anh này lên trung đoàn trưởng, tính sâu sát tỉ mỉ, thận trọng. Xuất kích đánh nhau, anh ấy còn kiểm tra, sờ cả cơ số đạn của lính. Nhưng mà phải cái tội nói dai, nhớ dài khuyết điểm. Anh em phần lớn rất ngại anh ấy. Dạo đánh lên ngã ba chùa cốc, chập tối pháo một đinh năm ly, của bọn tốt nó dã một quả trúng chuồng gà kêu quảng quắc vậy mà chỉ một lúc sau đã có mùi thơm chỗ cánh lính trinh sát tỏa ra dù nó đã được che đậy ánh sáng nhưng phong tỏa mùi thơm thì hết cách anh thư chính trị viên tiểu đoàn đã biết nhưng anh ấy không nói gì lặng lẽ quay về võng mười hai điều kỷ luật rồi dân vận ai cũng biết cũng nhớ anh ấy cũng suy nghĩ lắm nhưng mà sáng mai lại nổ súng rồi không biết đứa nào còn đứa nào mất mà có thể chúng nó biết điều đã che kín đáo Nên anh ấy làm ngơ như không biết gì Anh chính trị viên này người Hải Phòng Thường hay ít nói Nhưng khi nói thì chắc chắn và sâu sắc Cho đến khi cháo chín Anh em hội ý Cử thằng Tấn Chắc Mang bát cháo lên chỗ anh Thư Anh ấy vẫn nằm trên võng Không dậy gọi nhỏ thằng Tấn Lần sau em không được mang lên cho anh như thế này Còn làm gì thì cũng phải kín đáo giữ thể diện quân đội. Thật đúng là cách giáo dục lính có tình, có lý của một người chính trị viên. Khi mà đêm buông xuống, cùng với anh Điền, chúng tôi lên đường ra biên giới. Rồi vào cuộc, tôi mới hiểu, lính trinh sát phải sống bằng đêm là chính. Đêm nay, gió đồng không lộng nữa, nhưng mà tối đen như thể bịt mắt lại. Không phải bò và dìm mình xuống nước, nhưng cũng ướt hết ống quần. Lúc đi trên bờ, khi xuống dưới ruộng Chúng tôi cắt ngang chốt của sư đoàn 9 Kế bên chừng 300 mét Chỗ này có mấy căn nhà hoang Lại nằm lùi ở phía sau chốt Của hai đơn vị một chút Nhưng có bộ đội chốt Có thể do ta mỏng chân quá Mấy anh em tạt vào kiểm tra Ở trong căn nhà mái danh bé tẹo tối om Có mâm cơm bỏ dở từ bao giờ Mốc meo Bát đũa lăn qua một mùi hôi khăn khặt Khó chịu bốc lên Từ cái buồng xếp đằng sau bật cái nắp bật lớn zippo lên tôi phát khiếp có một xác người đã thối giữa ở tư thế nằm ngửa lõa lồ đó là một người phụ nữ tôi vội vã quay ra có lẽ bọn thú giữ một bốt bất ngờ đánh tới đây nhà này đang ăn cơm và cái nhà này là hộ độc thân hay bao nhiêu người cũng không biết nhưng người phụ nữ này đã bị chúng nó hãm hiếp rồi giết chết và không dám vào sâu bên trong nữa bọn nó lùi về chốt lại phía trước xóm tốc xế giữa nơi đồng không mông quạnh tiếp giáp giữa hai đơn vị lại nằm trong tầm đạn bắn địa phương cũng sơ ý nên mới xảy ra tình trạng này thật là đau lòng qua một đám vườn nữa là một quảng rừng trồi khá rộng là nơi sư đoàn chín đang chốt trời tối thui vắng lặng nhưng mà khi vào tới bên trong là những tiếng rì rầm và lính ta đi lại khá đông các bác này cũng có tí chủ quan Cách vào đến nơi mà chủ nhà không biết Cho dù chúng tôi đi trách từ phía sau lên Hôm lính Pot bất ngờ đánh sang ta Lại vào ngày chủ nhật Và anh em tăng gia Cánh tác cũng có phần lơi lỏng Nên nguyên cả một đội tăng gia sản xuất Của sư đoàn 9 đã bị nó sát hại Có lẽ do anh em cũng không ngờ Là bọn Pol Pot Nó lại dám chọc ghẹo mình Nên dù đã quán triệt Nhưng ta vẫn chủ quan Dần cũng thế Họ kể chuyện hàng ngày Vẫn cấy hái gần đường biên bình thường Bất ngờ đêm nó luồn sang đón lõng Phục kích lối chạy vào nội địa Tới khi bên ngoài nó nổ súng tràn vào Thì dân ta cứ nhằm nội địa mà chạy Phần lớn đã rơi vào tay bọn đón lõng Khi chúng tôi xuất hiện Nhận ra những người anh em cùng một quân đoàn Họ vui lắm Tiếp đón đồng hậu Để ý kỹ mới thấy đặc công Toàn lính mình trong khu rừng này Một mùi thơm ngầy ngậy hắt ra Cá ở đây mùa này thì không thiếu Ra chỗ đơm cá của dân mà xin Khéo miệng dẻo mỏ Họ cho cả mớ Thì tiểu đội ăn không hết Nhưng mà mùi vị này không phải mùi cá Đang phỏng đoán Thì ông bạn sư chín Mang ra nửa con gà nóng hổi Nhiệt tình mời chào Cũng ứa nước miếng ra Nhưng mà chúng tôi còn đi nữa Chúng tôi chào những người anh em sư đoàn 9 Rồi tiếp tục về khu nhà ngói đỏ nơi tiểu đoàn 14 của tỉnh đội Tây Ninh đang ở đó. Lên đây, tôi mới hiểu tại sao mới đụng độ biên giới với quân 4 Pot mà đã phải dùng tới quân đoàn 4 chủ lực. Ngoài trách nhiệm chung thì chủ yếu là do giảm biên chế trong quân đội để bớt gánh nặng cho nền kinh tế quốc gia. Nên các quân khu cũng vậy, đơn vị thì giải tán, chỗ này thì tinh giản lại, người ra quân đi học chuyển ngành, đơn vị thì đi làm kinh tế vân vân. Những đơn vị cơ động chiến đấu được Này rất ít Ngay như sư đoàn 7 Cũng chỉ có hai trung đoàn vào trận được Nhưng một thì đã xuống châu Đốc Giúp quân khu 9 từ tháng 8 Còn ở bến cầu lúc này Chỉ có trung đoàn 29 Hỗ trợ cho sư 9 thiếu thôi Vì thế từ đoàn 14 Tây Ninh Lực lượng tại chỗ phải ra biên giới ngăn chặn Giờ đây Chúng tôi ra đó Để rồi đưa bộ binh vào chám chỗ của họ Để họ đi nơi khác lại lội bỉ bõm ra tới đó thì lính tiểu đoàn 14 nhiều anh quần đùi vẫn mũ tai bèo đầu lại còn cuốn khăn rằn miệng lẩm bẩm thuốc dê đúng kiểu anh hai nam bộ nhưng mà anh em lính bắc rất đông đơn vị này cũng có tên tuổi truyền thống trong những năm đánh mỹ là một đội địa phương nên họ được chính quyền đoàn thể tây ninh để ý hơn tôi thấy nhu yếu phẩm của họ sung túc lắm chúng tôi quay trở về tối mai sẽ dẫn bộ binh vào và sáng ngày kia, mùng 2 tháng 10 năm 1977. Sau những ngày lặn lội, lặng lẽ, âm thầm trên đồng nước và chứng kiến những giọt nước mắt đau thương về tội ác không thể tha thứ của bọn Pol Pot Yung Sari đối với đồng bào Bến Cầu, Cây Me, lòng Khánh. Một trận bão lửa đang chuẩn bị chút lên đầu chúng nó. Lần đầu tiên được nhìn thấy dàn hỏa lực hùng hậu của pháo binh nhà mình không kể đến pháo cối của sư đoàn và của cả trung đoàn hơn 10 khẩu 130 ly đang gách nòng về phía địch chỗ đằng kia là 4 năm khẩu 155 ly bóng loáng chắc là mới kéo ở tổng kho long bình ra nhưng mà kiêu hãnh khục nhất là hai vua chiến trường 175 ly đều là chiến lợi phẩm nó to lù lù bệ vệ trên xe xích nó khiến cho tôi tò mò háo hức về giờ nổ súng Xem tiếng nổ và uy lực của nó ra sao Oai thật Lính thế này mới gọi là lính chứ Như mình thì suốt ngày Chỉ có trui luận ẩn nấp Và nín thở thì chán bỏ sự Đây là pháo của quân đoàn Và chắc là của bộ nữa Trưa hôm ấy Anh Điền sau khi đã phân công triển khai Các mũi trinh sát đi các hướng Để chuẩn bị cho sáng mai ta nổ súng Anh ấy bảo tôi Ở lại có gì đột xuất Thì đi cùng anh vừa mò mẫm ra chỗ mùng nước của dân kiếm được ít cá về thì lại được lệnh của anh điền hết người rồi em với một thằng nữa đi tăng cường cho tiểu đoàn 8 chuẩn bị chiều nay đi chuyện này nghe quen rồi em cho cá chén đã anh ạ tầm 3 giờ chiều tôi và thằng thúy là những người cuối cùng được vét nốt đi xuống tiểu đoàn 8 đêm xuống tiểu đoàn 8 đã xuất phát tới vị trí chiếm lĩnh Cả tiểu đoàn hì hục triển khai đảo đắp công sự Chỗ nào gặp bờ mương hay bờ ruộng Thì tận dụng moi thêm bùn đất còn cá Chứ chỗ trắng băng thì rất vất Nhưng mà khổ nhất vẫn là cánh hỏa lực đi cùng Khinh vác súng đã nặng Lại còn dò dẫm từng bước một Tới chỗ chiếm lĩnh lại lo đảo đắp công sự Kiếm cái chỗ đặt súng cũng là cả một điều nan giải Mà tất cả phải diễn ra trong im lặng mỏ mẫm Trước mặt tiểu đoàn 8 là quân Pol Pot đang chốt giữ Hai bên đang trong tầm nạn của nhau Lại có một vùng nước trắng khá rộng như một cái đầm bỏ hoang Không có lúa má hay ngọn cỏ nào sâu tới ngang bụng Thuận lợi cho bên phòng ngự mà bất lợi cho tiểu đoàn 8 khi xung phong Khi xuống tới đó anh em hầu như đã xong phần công sự Chỉ còn chờ giờ nổ súng Tất cả mọi thứ đều diễn ra hết sức bí mật trước mũi súng của lính pot chiều qua một điều rất phấn khởi cho lính ta không quân quân đội nhân dân việt nam lần đầu tiên đã xuất kích trên biên giới tây ninh sơ vây riêng chút bom xuống đầu bọn pol pot ở rừng long khánh ấp cây me bến trạm hàng loạt tiếng nổ cùng những cột khói trùm lên bọn nó ngay trước mặt bộ đội và nhân dân bến cầu làm hả lòng hả dạ bao nhiêu nỗi nghẹn ngào uất ức bấy lâu nay chưa chừng trị được chúng nó chỗ tôi xuống tăng cường cho tiểu đoàn 8 đây là đại đội 6 có anh tấn chuẩn úy đại đội trưởng anh này cao to vạm vỡ dáng vóc của một người quân sự tháo vát dũng khí trời tối nhưng mà anh cứ quần đùi quấn khăn mặt trên đầu y hệt một du kích nam bộ ngoài cây k năm tư bên hông anh còn có một khẩu ak cũng bao xe đạn và lựu đạn như một người chiến sĩ có trinh sát xuống tăng cường anh ấy bàn với chúng tôi về cách đánh bọn pol pot trước mặt ra sao cho phù hợp và có lợi hơn vì vướng cái đầm nước nhỏ cách đánh này rất hay sẽ cực kỳ lợi hại nếu ta giữ được bí mật và rất ít tổn thất đúng là cái chất của người lính giải phóng năm xưa đó là sử dụng toàn trinh sát do anh ấy chỉ huy dùng lối đánh đặc công bí mật áp sát ném lựu đạn rồi nhào vào các công sự của nó tấn công. Đồng thời, đại đội 6 cũng như tiểu đoàn 8 lợi dụng lúc này xung phong lên hỗ trợ cùng tiêu diệt. Tất cả sẽ diễn ra trước khi nổ súng toàn khu vực một chút thôi để giữ được bí mật cho toàn cục. Rồi anh Tấn gọi thông tin cho gặp tham mưu trưởng trung đoàn. Đứng sát bên, dù rất nhỏ nhưng tôi cũng nghe được toàn bộ cuộc trao đổi giữa hai bên và phương án tấn công của anh tấn cuối cùng kế hoạch của anh đã được tham mưu trưởng chấp thuận kèm theo lời động viên hoàn thành tốt ý định tác chiến chà hay là thì hay rồi còn rất hay nữa là đằng khác nhưng mà thú thực mấy tháng liền biên giới tham gia đánh pol pot là trinh sát toàn chui với lại bò luồn lách im hơi lặng tiếng gặp phải những tình huống bất đắc dĩ không đừng được thì mới nổ súng Chứ đánh thẳng vào công sự kiểu này Thì tôi chưa từng Nên khi nghe kế hoạch này Cũng thấy ngại ngại Người ta nói làm gì quen nấy Cánh bộ binh chưa quen nghề của chúng tôi Có anh lấy lên trinh sát Còn không dám lên ý chứ Họ quen kiểu đánh Khi có đông đồng đội bên cạnh Còn chơi kiểu trinh sát Một nhúm người luồn lách Thì họ lại không quen Nhưng mà cái tự trọng Của một anh lính trinh sát trung đoàn trỗi dậy bởi vì muốn trở thành một lính trinh sát tất cả đều phải qua khâu tuyển lựa rồi lại huấn luyện đào tạo hẳn hoi chứ có phải rẻ rách đâu mà dù huấn luyện rồi nhưng mà không đáp ứng được yêu cầu thì vẫn loạn như thường mình mà lấn cấn nhút nhát thì mất mặt quá không được một lần nữa tôi lại vượt qua được chính cái bản năng con người trong tôi và lặng lẽ tôi cùng chuẩn bị với anh tuấn cởi quần dài quấn quanh cổ quần đùi, chân trần rời khỏi công sự tiểu đoàn 8. Tôi kiểm tra lại hai quả M26 lựu đạn của Mỹ cho yên trí, để khi áp sát tới tung lựu đạn trước rồi xông lên cùng anh em nổ súng. Kế hoạch đâu vào đó, mọi người đặt mình xuống nước rất nhẹ nhàng. Bí mật cả tốp đã trườn ra giữa vũng nước tối thui. Lớp bùn ở dưới chân ở đây mỏng, không có rêu hay cỏ dại. Nhưng mà cái lũ pol pot nó đã bu bám hít hà vào cặp giò trần trụi còn nóng hổi phơi phới tuổi đôi mươi cho dù ăn uống rất kham khổ được chăng hay chớ lần đầu tiên tôi không để ý nhiều tới bọn này nữa cũng một phần vì gần địch quá và cũng đã dần quen rồi păng păng bỗng từng chàng đại liên toang toác rộ lên bay sát qua đầu những đường đạn thẳng như kẻ chị đỏ lừ lừ bay ra từ họng súng ngay trước mặt gần quá chỉ bảy chục mét là cùng nhưng mà tuyệt nhiên không có một loại súng nào khác chúng tôi chỉ chìa mỗi đôi mắt lên trên mặt nước cho khuất sau những ngọn lúa chậm rãi di chuyển vào bờ cầu đại liên thôi không bắn nữa tôi trinh sát nép mình bên mép ruộng lúa anh tuấn đang định tiếp tục cho chuyển lên tiếp áp sát mục tiêu thì lại từng chàng đại liên lần này thêm hai hạo trung liên nữa xuất hiện không những quét sát sàn sạt qua đầu mà nó còn găm cả vào chỗ cánh lính trinh sát đang nằm may không có ai việc gì giữa lúc gay cấn ấy tôi vẫn phải làm cái việc không đừng được là thò tay vào chỗ cấm véo ra một con đỉa trâu to sần sùi giảm giáp giữa những nguy hiểm gần kề có lẽ cũng không đáng sợ bằng nó qua cảm giác của bàn tay tóc gái tôi dựng lên véo mãi nó mới ra một con đỉa trâu đói nó mới bập răng vào do mà quan sát cho tới khi nọc độc của nó ngấm và tê tê ngứa ngứa mới phát hiện ra lũ đỉa này đúng là bè đảng với bọn pol một lúc sau anh tuấn lừ lừ như một con cá sấu đến bên khe khẽ nói rút và tôi chưa rõ tình hình thế nào nhưng rút thì rút anh tuấn nằm lại sau cùng chờ anh em rút hết rồi mới theo ra khi về tới chỗ tiểu đoàn 8 Đang nằm chờ nổ súng Mới thấy anh ấy Thì ra sau khi nhận thấy cái yếu tố bất ngờ không còn nữa Anh Tuấn đã cho anh em rút ra Để đảm bảo an toàn Và chắc thắng cho đơn vị và anh em Với anh Tuấn sau này Tôi mới hiểu rõ hơn về con người của anh Khoảng thời gian này Anh đang có nhiều tâm sự Về chuyến đi phép Những già một phần tư năm của anh Và khi đơn vị anh Bị cán bộ sở gáy Về quân lệnh thì là trạch đường tàu rồi nhưng mà thực ra đó lại là một thực trạng gần giống như phổ biến ở những cán bộ chiến sĩ cấp trung đại đội đã có nhiều công lao trong kháng chiến chống mỹ giải phóng rồi sau bao năm biệt tâm không cho anh về quê lấy vợ được ngay lại phải vào đơn vị đến khi được phép về lấy vợ hạnh phúc ấm nồng thì lại phải chờ kết quả nữa cho chắc ăn khi mà lúc này biên giới tây nam đã bắt đầu chớm lửa các cấp trên rất biết rất thông cảm chia sẻ với cấp dưới của mình nhưng quân đội là quân lệnh không thể xuề dọa được phải giữ nghiêm kỷ luật và anh đang ở trong tình trạng ấy nhưng mà với anh tuấn tôi nghĩ đó cũng là lẽ thường tình tôi vì anh vẫn là một cán bộ có trách nhiệm và đặc biệt rất dũng cảm không lấn cấn hay nhũng lòng trước mũi tên hòn đạn như cái đêm hôm nay những con người như anh tuấn trong thâm tâm tôi rất phục còn bây giờ được lệnh rút Thật là một tình huống Không biết là may hay thế nào đây Tôi được lệnh về sở chỉ huy Cùng với anh La Thanh Điền Chờ có gì đột xuất thì lại đi Tạm biệt tiểu đoàn 8 Tạm biệt cái kiểu đánh mật tập đặc công Không thành Mà tí nữa thì mình được thử lửa Và 4 giờ 30 phút sáng Ngày mùng 2 tháng 10 năm 77 Giờ nổ súng đã bắt đầu Úng, Ung 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 từng ngồi sấm sét từ các trận địa vào chiến dịch 130, 175 hôm trước ở Mộc Bài, Bến Cầu, Phi Long, Phi Giang cùng các loại pháo cối của các trung đoàn, sư đoàn ầm ầm xé gió lao về phía Pol Pot, rồi súng bộ binh hai bên phát hỏa đỏ rực một góc đường biên. Nhưng cũng phải nửa tiếng đồng hồ, các đơn vị mới xung phong lên được vì địa hình chống trải mà tụi Pol Pot cũng rất lì. Hướng tiểu đoàn 7 còn nghe anh em nói có một tên Pol Pot thiếu niên chừng 16 tuổi bị xích chân bên khẩu 12 ly 7 nằm chết còng queo bên mép bờ mương và riêng trung đoàn 209 của tôi mất 12 cán bộ chiến sĩ ngã xuống trong trận phản kích khôi phục lại biên giới này biên giới đã sạch bóng quân xâm lược nhưng phía bên kia biên giới thì bọn khơ me đỏ tàn bạo vẫn lầm lè toan tính ngông cuồng nên nhân dân chưa thể bình yên cái giá của hòa bình như thế đó mỗi tấc đất biên cương nó đã thấm máu của bao chiến sĩ và bước chân của những người lính trung đoàn sông lô trên biên giới tây nam vẫn chưa thể nào ngừng nghỉ